Như chúng ta đã biết, vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Bình Thuận đã bùng phát thành bạo động, khiến cho 8 xe ô tô bị đốt, 3 cơ quan nhà nước bị phá hủy, 28 cảnh sát cùng nhiều dân thường bị thương, và quốc lộ 1A thì bị tắc trong một ngày rưỡi. Để chấm dứt bạo động, cảnh sát đã buộc phải bắt giữ 102 đối tượng quá khích, trong đó có cả nhiều thanh thiếu niên. Để xảy ra tình trạng trên, có công không nhỏ của những người cổ súy chủ nghĩa dân túy, trong đó có võ sư Đoàn Bảo Châu, người đã tích cực kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, kích động bạo loạn. Vì thế, Tiếng Dân xin gửi tới các bạn đọc một bài viết của tác giả có tên là Khoai. Bài viết có tiêu đề "Khuyên anh Đoàn Bảo Châu bớt húng chó đi, tôi khen". Bài viết có nội dung như sau. Về anh võ sư dân chủ, anh chính là người hồi năm ngoái bị Flores đánh cho sấp mặt khi trận đấu mới diễn ra chưa đầy phút mốt, và mới đây đã lại chạy mất dép bởi lời thách đấu của Dog Browser. Nghề võ cần phải biết mình, biết người nếu không muốn bị bẽ mặt. Anh là thầy dạy võ, nhưng cái tối thiểu là biết mình, biết người cũng không làm nổi. Thách đấu với Flores, kết quả là anh đã lãnh chọn cú đá cạnh chân kèm cú thôi sơn, mắt trắng thành mắt xanh, nằm viện dưỡng thương cả tháng. Sau trận thua đó, anh chính thức gia nhập làng dân chủ cuội với những tuyên ngôn rợn người để chữa ngượng. Viết báo, chơi blog thì tốt thôi, nhưng một mặt anh lại dùng nó để tấn công chính quyền, chê bôi văn hóa, đạo đức, truyền thống của dân tộc. Trong khi mặt khác, anh lại nâng bị kèn sáo cho đám lưu manh chính trị, cổ súy cho đám biểu tình bạo loạn, gây mất ổn chính trị, thì triết lý nhà võ coi như vứt. Sau vụ bạo loạn Bình Thuận, nhiều anh em thấy anh phát ngôn như một con ghẻ. Mới nhất là anh Đoàn Bảo Châu lại xuyên tạc vụ việc bằng cách viết rằng có võ sư đi trấn áp người biểu tình và tuyên bố thách đấu với những võ sư này trên Facebook cá nhân. Nhục là ở chỗ, sau khi thách đấu, một thành viên của câu lạc bộ Dog Browser đã chấp nhận lời thách đấu, nhưng thay vì giữ lời thách đấu, võ sư Đoàn Bảo Châu lại block người ta, xóa bài và cuộc đua chạy tuốt. Chạy là phải thôi, trình độ của anh lại làm sao được so với lại nhóm Dog Browser. Xem cách anh múa may như con long quăng trước Flores là biết trình độ của anh rồi. Tự lượng sức mình, bớt húng chó đi là đúng, tôi có lời khen. Được biết, nhóm Dog Browser là câu lạc bộ võ tự do chuyên huấn luyện thực chiến, được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh.